Xin chào mọi người đã đến với channel Nhật ký video của Mẫn. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2022, là ngày đầu tiên của năm mới. Chúc mừng năm mới các bạn, chúc các bạn có một năm mới thật an khang thịnh vượng và nhiều điều may mắn. Quan trọng hơn hết là hãy giữ được sức khỏe của mình cho bản thân và cho gia đình cùng những người thân yêu bên cạnh nhé. Đã lâu rồi không đi tour nên mình cũng rất là ngứa chân và quyết định là làm một tour ngắn ngắn. Dạo gần đây, chùa Thới Sơn ở Dĩ An, Bình Dương là một địa điểm rất là hot. Nơi này được ví như là một Đà Lạt của Sài Gòn. Nói thế thì hơi quá, thật ra là nó có một cái khung cảnh để ngắm bình minh rất là chill nên người ta ưu ái đặt cho một cái tên gọi như vậy. Mình cũng có đi ngang qua đây rất là nhiều lần, tuy nhiên là trước giờ vẫn chưa có lần nào ghé vào. Thế cho nên hôm nay buổi sáng nhân dịp rảnh rỗi, ngày đầu năm chưa có gì làm thì mình cũng có ghé qua. Đây là cái chuyến hành trình của mình, mà các bạn theo dõi. Có một điều sau tour này mình nhận ra đó là mình dạo gần đây đã quá chủ quan về việc chuẩn bị khi đi tour. Ngày trước khi còn rất mới với bộ môn này, mình đã rất là háo hức trước mỗi tour và chuẩn bị rất kỹ càng. Trước khi đi tour lần nào mình cũng đi ngủ sớm. Và ngày hôm qua vì nhiều lý do mà đến 12 giờ rưỡi mình mới ngủ, không có một sự chuẩn bị nào kỹ lưỡng về sức khỏe cũng như là về trang thiết bị. Nên lần này mình đã gặp một chút trục trặc về cả bản thân và về cả chiếc xe của mình nữa. Vừa rồi là một tình huống thật sự rất nguy hiểm vì mình đã hoàn toàn không thấy được con lươn ở giữa. Một phần là vì mắt đã quá mỏi và cay do thiếu ngủ. Phần còn lại là do con lươn không hề có phản quang và nó lại trùng với lại vạch kẻ đường màu trắng. Đây chính là lý do nếu bạn đi solo một mình thì hãy chuẩn bị giấc ngủ cho kỹ lưỡng. Sao nó không có mấy cái phản quang như đó ta, nhìn không thấy gì hết. Đây là lúc cậu thể hiện trình độ lái xe. Từ từ. Cái gì cũng phải từ từ. Gác cho bên kia giùm con cái. Ok anh. Bỏ tay luôn. Khoan qua đây dịnh giùm cái. Có sao không? Ai? Chạy lên. Sao vậy? Nó quẹo cái này nè. Nhưng mà không sao.
đi lên trên chút xíu đi. Cái lúc này là mình cảm giác có gì đó sai sai rồi nè. Mình bóp thắng không ăn mà xe nó cứ nhồng nhồng kiểu này là mình thấy nó rất là khác thường. Nhưng mà mình vẫn chưa phát hiện được cái sự cố gì cả. I'm drowning in something and I can't come out. So show me loving, I need loving. Need myself in enough. It's like being a doctor or crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You're keeping me silent along my heart. Bây giờ hiện tại là đang chạy xe không thắng. Và thế là mình đã sử dụng thắng chân trong suốt cuộc hành trình trở về nhà. Thật là một năm mới may mắn.